Bích Ngân rất vui được gặp lại khán giả của Giải trí 24 giờ trong ngày 20 tháng 10, một ngày thật đặc biệt với tất cả phụ nữ Việt Nam chúng ta. Chúc cho một nửa thế giới sẽ luôn xinh đẹp và thành công hơn nữa trong cuộc sống nhé. Điều đặc biệt đầu tiên mà Bích Ngân muốn chia sẻ đến các bạn là tối nay, nhằm lan tỏa thông điệp phụ nữ hiện đại, tự tin và độc lập, các nữ diễn viên trong bộ phim Cô Ba Sài Gòn mặc lại trang phục áo dài đã diễn tại Liên hoan phim Busan trình diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Nhân dịp này thì Giải trí 24 giờ cũng dành khá nhiều điều thú vị đến các bạn. Cả nhà chúng ta cùng khám phá nhé! Nhà thiết kế Trương Thanh Hải vừa phối hợp với web trẻ thơ giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập thời trang Brainoco tại The Adora Luxury thành phố Hồ Chí Minh. Brainoco gọi theo tiếng Khmer nghĩa là thành phố rừng. Nhà thiết kế muốn hướng ý nghĩa người xem về người phụ nữ thành phố tương lai. Chương trình gồm nhiều hoạt động đặc sắc nằm trong khuôn khổ ngày hội phái đẹp nhằm tôn vinh vẻ đẹp, vai trò của nữ giới nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Tiếp nối là đêm diễn thời trang của nhà thiết kế Phan Anh Tuấn với chủ đề La Rose vào tối nay. Đến với đêm nhạc Một Mảnh Đời số 18 lần này, ca sĩ Uyên Trang đã đem đến khán giả các ca khúc trữ tình ngọt ngào nằm trong album nhạc trữ tình mà cô phát hành thời gian gần đây. Đêm nhạc mang chủ đề Nụ Cười Thiên Thần với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ giàu lòng dân ái và các mạnh thường quân nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, các bạn đã có món quà gì dành cho mẹ của mình chưa? Với hai chị em Bích Hồng và Thu Hằng bước ra từ cuộc thi Sao Mai thì đã dành cho mẹ của cả hai và tất cả những người mẹ Việt Nam món quà vô cùng ý nghĩa, đó là MV Đừng Quên Câu Dân Ca. Hai chị em ruột cùng hát nhạc dân ca, nhưng đây là lần đầu tiên ca sĩ Bích Hồng và Thu Hằng kết hợp chung với nhau trong một sản phẩm âm nhạc đó các bạn. Nhớ đừng quên. MV lấy bối cảnh làng quê Thanh Bình ở miền Bắc nước ta, những ca từ ngọt ngào, nhẹ nhàng và bình dị trong lời bài hát như nhắc nhở những người con xa xứ nhớ về mái ấm gia đình, đặc biệt là mẹ. Có lời mẹ ngọt ngào ru em. Live concert Cuộc Sống Màu Hồng với sự kết hợp của ba giọng ca Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà đã mang đến khán giả thủ đô một đêm nhạc lãng mạn, sang trọng đầy đẳng cấp. Đêm nhạc để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng khách tham dự với những bản tình ca lãng mạn dành tặng đến phái đẹp nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Linh Nga, cô diễn viên ngày nào vừa bất ngờ tái xuất làm phim ngắn ở Hollywood đó các bạn. Cô đã trở lại với vai trò mới là đạo diễn kiêm nhà sản xuất bộ phim What's the Good of Being Good. Đây là phim ngắn được Linh Nga thực hiện sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ và hoàn thành cao học về ngành sản xuất phim. Và cũng là lần đầu tiên Linh Nga thử sức với thể loại hoàn toàn mới, đó là hành động hài. Xin được chúc cho Linh Nga sẽ thành công với dự án mới của mình nhé. Trở về sau cuộc thi Hoa Khôi Doanh nhân Đất Việt 2017 với danh hiệu Á Khôi và Hoa Khôi Nhân Ái, doanh nhân Lê Thị Thanh Xuân đã tổ chức buổi gặp gỡ tri ân những người đồng hành ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thanh Xuân còn được biết đến là thành viên sáng lập quỹ thiện nguyện Rainbow Foundation giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Dịp này cô cũng giới thiệu về dự án với tên gọi El Arita by Quy, hợp tác cùng MC người mẫu diễn viên Quỳnh Chi. Cặp thầy trò trong cuộc thi The Voice là ca sĩ Mỹ Tâm và Đức Phúc cùng với nhiều giọng ca được yêu thích đã mang đến đêm live show bản tình ca mùa thu đặc biệt đầy cảm xúc tại nhà hát lớn Hà Nội. Các màn đơn ca và song ca được đầu tư công phu đã làm nên một không khí âm nhạc đa màu sắc, hấp dẫn khán giả đến phút cuối. Đêm nhạc cũng là món quà ý nghĩa dành tặng cho chị em phụ nữ nhân dịp 20 tháng 10. Ba họa sĩ thuộc ba thế hệ trong một gia đình là Nguyễn Văn Trung, Đào Thành Duy và Nguyễn Trung Hiếu đã mang đến công chúng yêu hội họa những kiệt tác nghệ thuật ấn tượng trong triển lãm Revisited nhìn lại tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Với chất liệu sơn dầu và bột điệp, các họa sĩ đã tạo nên 30 tác phẩm với nguồn cảm hứng và chủ đề khác nhau. Triển lãm diễn ra đến ngày 21 tháng 10. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng với Bích Ngân điểm qua một số sự kiện đáng chú ý sắp được diễn ra nhé. Tại Hà Nội thì đêm nhạc thể nghiệm mang tên là Hồi Tưởng diễn ra lúc 20 giờ tối nay tại Mazzi Art Space. Ngày mai 21 tháng 10 là lễ hội thời trang âm nhạc với sự góp mặt của dàn ca sĩ cực hot như là Nước Phước Thịnh, Tóc Tiên sẽ diễn ra lúc 19 giờ tại sân vận động Mỹ Đình. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hòa trộn âm nhạc cổ điển và nghệ thuật thị giác mang tên là Hymns to the Night sẽ được bắt đầu vào lúc 18:30 tại Salon Sài Gòn.
Những bạn yêu rap thì hãy đến với đêm diễn được mang tên là TTCB Show vào lúc 19 giờ tại số 408 Điện Biên Phủ, quận 10. Cuối tuần này thì ở ngoài rạp đang có khá nhiều bộ phim viễn tưởng đó các bạn. Bộ phim tội phạm dân bản 2049 lấy bối cảnh thế giới trong tương lai, đối diện với ô nhiễm môi trường và khủng hoảng lương thực. Trước bờ vực diệt vong, con người đã tiến hành khai phá các hành tinh khác bằng người nhân bản. Khi người nhân bản tự tạo ra được người nhân bản mới đã dẫn đến các cuộc đối đầu khốc liệt. Phim được giới chuyên môn Hollywood đánh giá cao về kịch bản và góc máy ấn tượng. Phim khởi chiếu từ hôm nay. Ra mắt cùng ngày là phim Oan gia đổi mệnh, xoay quanh việc Địch Sinh, một tay đấm bốc bại trận và nữ phóng viên nổi tiếng Mã Tiểu bị hoán đổi linh hồn cho nhau sau một vụ tai nạn. Liệu cặp đôi này có thể hóa giải những âm mưu đen tối và phá bỏ lời nguyền cho chính số phận của họ? Từ đây xuất hiện nhiều tình huống dở khóc dở cười khiến bí mật sau màn đấu được hé lộ. Các bạn biết không, vào lúc 20 giờ tối nay, vở nhạc kịch Hoàng hậu Predicon sẽ được công diễn lần đầu tiên tại Việt Nam, nơi nhà soạn nhạc vĩ đại Camille hoàn thành tác phẩm này hơn một thế kỷ trước. Đặc biệt hơn, đây chính là lần thứ hai vở nhạc kịch được công diễn sau lần đầu tiên trình diễn tại Pháp, cách đây đã 120 năm. Suốt thời gian qua, các nghệ sĩ Pháp và Việt Nam đã tập luyện rất cực lực để có thể chuẩn bị cho sự kiện được Tổng lãnh sự quán Pháp đánh giá là một kỳ tích nghệ thuật và mang giá trị lịch sử trong sự trao đổi văn hóa giữa hai nước. Let's go. 1, 2, 3, 4. Vở nhạc kịch Fregon này thì là một cái vở khá là đặc biệt. Vì thứ nhất đó là do hai tác giả cùng thực hiện. Thì tác giả đầu tiên là khi mà ông đã sáng tác được một nửa thì vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Và cái người hoàn thành đó là nhạc sĩ Camille Saint-Saëns. Một cái điều đặc biệt thì Camille Saint-Saëns lại hoàn thành cái tác phẩm này ở ngay đất nước Việt Nam của chúng ta, cụ thể là ở Côn Đảo. Nhạc kịch Hoàng hậu Fredegonde từng được công diễn lần đầu tại Paris năm 1895 với 5 xuất diễn và chưa từng được tái diễn. Nhạc trưởng Trần Vân Thạch đã mất hơn 35 năm để tìm kiếm được bản tổng phổ hoàn chỉnh cho tác phẩm này. Cái số phận của cái vở nhạc kịch này nó cũng khá là ly kỳ. Sau những cái nỗ lực cụ thể là của nhạc trưởng Trần Vân Thạch và sau đó là của cả tập thể của nhà hát cộng với lại cái sự hợp tác với lại công ty La Fabrique Opera từ Pháp, thì chúng tôi đã thực hiện được cái chuyện phục dựng cái vở này. Trước tiên để hát một cái vở nhạc kịch thì đòi hỏi các soloist đều phải rất là giỏi về vấn đề ngôn ngữ và tất nhiên sẽ có những huấn luyện viên về ngôn ngữ, và sau đó thì có những sự connect bắt đầu hiểu nhau hơn để mà tạo nên cái sự làm việc tốt hơn, cũng như đạo diễn và huấn luyện thanh nhạc và chỉ huy. Nhạc trưởng Patrick Suyo là người đòi hỏi rất là cao. Và cái chuyện này thì cũng đúng thôi và cũng rất là bổ ích cho cái sự phát triển chung về mặt chuyên môn của nhà hát. Khó khăn ở đây là không có một cái mẫu nào hết để chúng ta có thể tham khảo. Nó giống như là một cái thử thách lớn lao, mà thử thách lớn thì nó kích thích cái tính sáng tạo và cái vượt qua mọi cái khó khăn trong lúc tập luyện. Vở diễn lần này thì các soloist của Việt Nam không có nhiều và đa số là hát hợp xướng, thì cũng hy vọng rằng là mỗi một vở nhạc kịch sẽ là một lần để nhà hát sẽ có những cái bước tiến hợp tác tốt hơn và quen cái cách làm việc tốt hơn. Lúc mà khi bắt tay vào cái vở này thì mình có lúc nào đó mình nghĩ là chắc là không thể làm được, nhưng mà thực sự là cái sức mạnh tổng thể và cái chuyện càng khó thì mọi người càng muốn vượt qua, nó mang lại cái động lực rất nhiều. Và cái vở nhạc kịch này thì đây là lần công diễn thứ hai trên thế giới, và cũng hy vọng rằng với cái lần công diễn thứ hai này sẽ để lại thật nhiều ấn tượng cho các quý khán thính giả yêu thích nhạc cổ điển tại Việt Nam cũng như là các bạn bè quốc tế.
Sau một quá trình tập luyện khắt khe và sự nỗ lực của tất cả các nghệ sĩ, chúc cho vở nhạc kịch Hoàng hậu Predecon công diễn thật thành công vào tối nay nhé. Đến đây thì chương trình giải trí 24 giờ cũng đành phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 17 giờ ngày mai tại địa chỉ tv.tuổitrẻ.vn và tuổitrẻ.vn. Mọi thông tin góp ý cũng như là cộng tác cho chương trình mời các bạn gửi về địa chỉ email giải trí 24giờ@tuổitrẻ.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, Bích Ngân xin kính chào tạm biệt.